Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách mà mình phân biệt được super red và full lưng đỏ bụng là như thế nào nha anh em. Mình show cho anh em xem đây hai bộ cá nè. Đây, đây là bộ super red nha anh em. Anh em nhìn thấy không? Đã gọi là super thì gọi là siêu đỏ đúng không? Là con này nó không có một cái vết trắng luôn nè. Đó. Nhưng mà những con mà có còn tí xíu trắng vậy nè, còn xíu nữa là mới đỏ thì người ta gọi là gần super red, chứ thật sự nó chưa được gọi là super red nha. Đó. Mấy con siêu đỏ như vậy nè, mới gọi là super red nha anh em. Anh em nhớ nghe kỹ nha. Còn cái này á là hàng chỉ là full lưng đỏ bụng thôi, chứ nó chưa được gọi là super red, nó chỉ là full lưng đỏ bụng thôi. Những bộ cá giống người ta sẽ ưu tiên lựa cái bụng chứ người ta không có lựa cái lưng, tại cái lưng á là nó chỉ đẻ 1 đến 2 lần là có khả năng đã lên lưng rồi, nếu mà bộ gen tốt có nắng đầy đủ đó. Anh em thấy kỹ không? Còn cái bộ super red người ta là đã gọi là super, là siêu đỏ không đó. Những bộ này á, nếu mà cá mà chuẩn lên super red á, thì phải tầm 4 tháng đẻ 2 lứa nó mới lên được. Còn những mà bộ gen mà 3 tháng mà lên được á, thì nó là chủ trại nết bao giờ mà nó cung cấp cho anh em lắm, nó phải đẻ để nó lấy bộ gen, màu lúc nào nó cũng đậm lư như nè, thấy không? Còn những con về thì gọi là gì anh em, nó còn có chút xíu nữa là nó full hết rồi, nhưng mà mình cũng không biết gọi là gì nữa. Có thể là gọi là full lưng đỏ bụng cũng đúng, mà gọi là gần super red cũng đúng đó anh em, thấy không? Còn bộ này là bộ full lưng đỏ bụng nha anh em, cái bụng còn trắng chặt à, đỏ nó có phân nửa thôi, nhưng mà vẫn là gọi là đỏ bụng, nhưng mà nó đỏ mới phân nửa thôi, còn đỏ hết là nó gọi là super red. Anh em lưu ý nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay thì cứ lưu video này về và trải nghiệm thử nha.